Lừa tình gái quê. Thôi em về đi, mới sáng sớm đã dậy ra đây làm gì? Hôm nay là ngày thi cuối cùng, cả tháng này em lúc nào cũng thức khuya dậy sớm vì anh. Như vậy lỡ ốm ra thì sao? Em không sao cả, anh cầm theo ăn sáng đi. Thôi em ăn đi, sáng u dậy thổi sôi cho anh rồi. Không biết đâu, anh cầm lấy đi. Thôi được rồi, em về đi, anh đi nha. Thời gian sao? Nết, em ơi, sao giữa trưa rồi em vẫn chưa nghỉ, còn cố ngồi dệt làm gì? Em không có sao hết á. Anh thông báo cho em tin vui đầu tiên nha, anh đỗ đại học rồi. Hả? Anh đỗ rồi sao? Tuyệt quá. Đúng vậy. Em sẽ may cho anh chiếc áo mới để anh đi học, nhất định trông anh sẽ sáng sủa nhất trường luôn. Em à, em đã vì anh mà phải chịu khổ nhiều rồi. Sau này khi học xong, có công việc tốt, anh nhất định sẽ sang xin phép bố mẹ em để được đón em về làm vợ. Lúc đó em sẽ không bao giờ phải dệt vải hay làm việc gì vất vả nữa. Anh sẽ chăm lo cho em cả cuộc đời. 5 năm sau. Này Minh, cậu lại có thư này, gớm nữa. Thư của người yêu hay sao mà đều đặn thế, tháng nào cũng thấy gửi. Đâu có anh, của mẹ em nhà gửi đấy. Chứ thời đại nào rồi mà còn gửi thư tình hả anh? Anh nói vậy thôi, không trúng thì thôi. Mà bữa tiệc cuối tuần này ở nhà sếp, chú nhớ đến đúng giờ đấy nha. Nói nhỏ cho chú biết là chưa từng có tiền lệ nhân viên mới nào được mời đến dự tiệc ở nhà sếp như chú đâu. Chắc hẳn là sếp chấm chú cho con gái cưng của sếp rồi. Dạ, chắc không phải vậy đâu anh. Anh cứ đùa em. Tôi rảnh mà đùa với chú à? Nói gì thì nói, chứ chú thanh niên thật thà, chăm chỉ lại tài năng như chú thì đến tôi còn quý chứ nói gì ai. Nhớ đừng làm sếp thất vọng. Con đường sau này của chú đảm bảo cứ nhẹ tên tựa lông hồng nha. Anh xa nhớ, đã lâu rồi anh không liên lạc gì khiến em thấy rất lo. Anh có khỏe không? Em ước gì được ở bên anh lúc này để có thể hỏi han, quan tâm và chăm sóc cho anh, cũng như nấu cho anh món canh chua mà anh thích. Khoảng cách chúng mình giờ xa quá, em chỉ biết gửi đến anh nỗi nhớ cùng tình yêu dạt dào của em. Cảm ơn Hà đã đưa anh về. Ba em đã chiếu cố mà anh đến dự tiệc rồi, lại còn để em đưa anh về thế này. Anh thật ngại quá. Có sao đâu anh, ba em có vẻ quý anh lắm, cứ kể về anh suốt à. Ba còn dặn em đưa cho anh mấy cái áo sơ mi mới kia cho anh nữa kìa. Chút anh nhớ cầm lấy về nha. Đến đầu ngõ kia cho anh xuống nha. Anh ở trong đó, anh tự đi vào, chứ xe ô tô không vào ngõ được đâu. Vâng, mà bây giờ vẫn còn sớm mà. Anh có muốn đi uống ly cà phê trước khi về nhà không? Nếu em không phiền. Trời ơi, sao em lại lên đây thế này? Sao anh phải đi làm về muộn thế này ư? Anh có khỏe không? Anh đã ăn gì chưa vậy? Trông anh gầy đi rồi nè. Em không phải mẹ anh, sao cứ quan tâm thế làm gì? Phiền lắm. Anh khác tự biết lo. Nhìn em xem, đêm hôm rồi còn ở đây thế này bao giờ? Đi về đi. Mấy tháng nay em gửi thư mà không thấy anh hồi âm gì, cũng không thấy anh về. Em lo cho anh nên mới lên tìm. Mà em may cho anh thêm mấy chiếc áo mới này nè. Trời ơi, em không phải lo, phiền quá đi. Em nhìn bộ dạng em xem, quê chết đi được. Chiếc áo này cũng quê chết đi được, ai thèm mặc nữa chứ. Thôi, mai mà em đến muộn thế này, chứ mà em phát bộ dạng này qua công ty của anh thì anh đến bỏ việc vì em mất. Thôi, em về đi, về đi. Mai anh còn phải đi làm nữa. À, anh Minh. 1 tháng sau. Nè, nghe nói thằng Minh nhà bà Vũ sắp cưới được tiểu thư nhà đại gia trên thành phố đó nha. Cái gì? Thằng Minh với con nết cuối làng quen biết nhau từ thời còn đi học. Chẳng phải chúng nó sắp lấy nhau hay sao? Cái nết mấy năm nay bao đám đến hỏi mà vẫn chờ đợi thằng Minh còn gì. Trời ơi, thằng Minh lên phố học, giờ lại công ăn việc làm đàng hoàng, đời nào mà dòm ngó mắt đến gái quê nữa bà ơi. Nó sắp lấy con bé trên thành phố rồi á. Nhà bà Vũ đang tất bật chuẩn bị mai kia đón con dâu tương lai về chơi nữa kìa. Đúng rồi, mấy hôm nay nhà bà Vũ cứ tất bật chuẩn bị suốt à. Gớm,
Khổ thân con bé Nết à, chờ đợi là vậy. Ấy thế mà. Nhà bà Vũ may nhờ có thằng Minh ăn học tử tế, giờ lại sắp có con dâu, gia đình khá giả trên thành phố rồi. Đúng là số sướng quá à bà ha. Ừ. Mày không phải buồn bà, thất vọng làm gì? Thứ đàn ông bội bạc như vậy không xứng đáng đâu. Ờ, chuyện này tao cũng sớm biết rồi. Mày yên tâm, tao quên hắn ta từ lâu rồi. Thật không vậy? Trong mày vẫn buồn lắm á. Thật mà, tao không có sao hết á. Thôi, mày về trước đi, tao ra đồng một chút xem thế nào rồi về sau. Ừ, nhớ đừng buồn nữa nha. Hóa ra lòng người lại là thứ dễ thay đổi đến vậy. Thời gian sau. Dạ thưa sếp, nhất định đây là hiểu lầm, không phải tôi làm việc này. Tôi xin thề đấy ạ. Cậu còn giải thích gì nữa, về dọn dẹp và nghỉ việc đi. Ba yên tâm, hợp đồng ký kết với đối tác nước ngoài cũng đã xong rồi. Còn việc đứng tên chịu trách nhiệm sai phạm của dự án 32 năm thì có thần tiên giúp, anh ta cũng không biết là đã bị giăng bẫy đâu ba. Dạ con chào ba. Hà à, em nhất định phải nói với ba giúp anh, việc này không phải là do anh. Mà cho dù có là do anh thì thời gian qua anh đã đóng góp cho công ty rất nhiều rồi mà. Em hãy nói cho ba bỏ qua cho anh đi, dù gì thì anh cũng là con rể tương lai của ông cơ mà. Anh đừng có phí lời nữa. Tưởng anh thông minh, được việc, ai dè cũng chỉ là tên vô dụng mà thôi. Anh cũng đừng ảo tưởng cái vị trí con rể tương lai nữa. Anh tưởng cửa nhà tôi dễ bước vào hả? Thật hão huyền. Mời anh ra khỏi phòng làm việc của tôi, đừng để cho tôi phải gọi bảo vệ. Ra là vậy. Bao năm qua mình chỉ là quân cờ của họ, được việc thì hứa hẹn đủ lời đường mật. Họ đâu hề có ý coi trọng mình chút nào đâu. Thật tệ bạn. Đi đứng kiểu gì thế? Dẹp đường, đang nói cậu đấy. Cậu đứng gọn vào cho xe còn đi chứ. Hả? Là xe chở đồ trang trí đám cưới sao? Trong làng sắp có đám cưới của nhà ai mà xem chừng lớn vậy bác? Là đám cưới cô Nết ở cuối làng đấy. Hả? Nết? Con bé ấy khéo và giỏi đáo để cơ, gớm. Ngày trước cứ tưởng đâu là lấy cậu trai làng, nhưng ai về nhà cậu kia theo học trên thành phố, chê quấy gái quê mà ruồng bỏ. Được cái quấy khéo tay mai dệt nhất làng, tiếng lành đồn xa, có thương nhân về tận nơi đặt quấy làm. Giờ quấy có xưởng dệt mai lớn lắm, cả làng được nhờ. Giờ quấy sắp lấy anh chồng thương nhân giàu có rồi. Đúng là ông trời có mắt không phụ người lành. Đấy, cứ chê gái quê đi, gái quê mà hơn đức ói kẻ học đòi bỏ quê lên phố xa hoa, háo danh háo lợi mà chẳng được việc gì trên đời hết. Hey. Em à, em đã vì anh mà phải chịu khổ nhiều rồi. Sau này khi học xong, có công việc tốt, anh nhất định sẽ sang xin phép bố mẹ em để được đón em về làm vợ. Lúc đó em sẽ không bao giờ phải dệt vải hay làm việc gì vất vả nữa. Anh sẽ chăm lo cho em cả cuộc đời. Hóa ra tất cả là tại mình. Mình chỉ biết trách người khác mà không biết rằng người tệ bạc ngay từ đầu chính là mình. Đôi mắt của ba. Con chào ba, con vào học nhé. Ừ, con gái, chiều về ba lại đón con nha. Ba ơi, ba. Sao ba lâu vậy? Dương ơi, chú đưa về nào. Dạ, thế ba cháu đâu? À, ba cháu bị tai nạn đó. Sao ạ? Chú bảo sao? Ba cháu bị tai nạn ư? Ừ, ba cháu đang trên đường đi làm về, bị một chiếc xe máy chạy ngược đường đâm vào. Nghe đâu bị thương ở đầu nặng lắm. Mẹ ơi, ba có làm sao không ạ? Hai người đến rồi đó à? Người nhà của bệnh nhân Trần Văn Lực đâu ạ? Dạ, có ạ. Chúng tôi vừa chụp X-quang và khám tổng quát cho anh nhà. Rất may, anh Lực không bị chấn thương sọ não. Tuy nhiên,
Vụ va chạm khá mạnh khiến đôi mắt anh bị tổn thương. Có thể là anh ấy sẽ không nhìn thấy gì nữa. Hả? Dương ơi, mẹ đi làm nha con. Chiều tối mẹ về. Con xem ở nhà ba cần gì giúp ba nha. Vâng ạ. Mẹ con đi làm rồi à? Vâng, ba. Dương à, ba buồn quá. Từ hồi ba bị thế này, chả giúp gì được cho mẹ con cả. Sao ba lại nói vậy? Chỉ cần ba khỏe mạnh là mẹ con vui lắm rồi. Con gái của ba, ba thương mẹ con lắm. Ba ước gì mình có thể làm điều gì đó cho mẹ con của con. Ba ơi, hay là con sẽ là đôi mắt của ba nhé. Con nói vậy là sao? Đây rồi. Ba cầm lấy. Giờ ba nghĩ xem, ba muốn đi đâu, muốn làm gì, con sẽ chỉ đường cho ba. Con sẽ đưa ba đi. Con sẽ chỉ cho ba những thứ ba không nhìn thấy. Ừ. Dương ơi, Dương. À ha, chú Lâm. Chú có chút hoa quả đưa qua, con nhớ gọt cho ba con ăn nha. Dạ, cháu xin chú. Chú Lâm đó à. Chú cứ cho tôi nhiều thế này, tôi ngại lắm. Có đáng là bao đâu anh. Với lại, nay em lấy lương, khao anh luôn. Thế chú đi làm cái gì đó? Em chuyển hàng ở xưởng chế biến nông sản, gần thị trấn ấy. Nói là chuyển hàng cho ếch chứ thật ra là bốc vác. Bốc hàng từ xe để vào kho, rồi từ kho vác lên xe. Con biết chỗ chú làm, chỗ đó cách trường con một đoạn. Chú Lâm à, hay là chú xin cho tôi vào làm với. Tôi còn khỏe lắm, ngồi một chỗ buồn tay, buồn chán quá. Ừ, nhưng mà mắt anh... Con chính là đôi mắt của ba con. Được rồi, để chú thử xin quản đốc xem sao nha. Nếu mà được, ngoài giờ học, Dương đưa ba ra kho nha. Chú làm mà xin chắc ba sẽ được đi làm đó ba. Ừ, nếu được đi làm, ba sẽ đỡ đần cho mẹ con chút ít. Nhưng mà như vậy thì thiệt thòi cho con gái của ba quá. Nửa ngày đi học, nửa ngày đi làm với ba, con sẽ mệt lắm đấy. Ba đừng lo, con không mệt. Con chỉ lo cho ba mệt thôi. Vì ba phải làm nặng mà. Con chỉ mỗi đi lại lại thôi mà ba. Chú Lâm, con và ba đến rồi đây. Ừ. Hôm nay có chủ hàng này phải chuyển vào kho. Em phải lên xe đưa hàng xuống. Còn anh sẽ chuyển hàng vào. Con nhớ chỗ chú dặn để ba để hàng xuống rồi chứ. Vâng, con nhớ rồi chú. Vậy làm thôi nhỉ. Ôi, ba có sao không? Thôi, con không cần cái gậy đó nữa. Ba cầm lấy tay con. Ba không sao. Nào, chúng ta làm tiếp thôi con. Ba đặt tải xuống đây đi ba. Ba ơi, hôm nay ba vác được nhiều tải phết đó. Các chú ở bãi nói, bữa đầu mà ba còn vác được hơn khối người đó ba. Mà ba có mệt không ba? Có con gái của ba bên cạnh, ba không mệt. Chỉ thương con gái của ba thôi. Đôi mắt của ba à. Trồng thêm hy vọng. Mình à, chứ còn vài tháng nữa là sinh rồi. Lần này chẳng biết là con trai hay là con gái nữa đây. Con trai thì sao, còn con gái thì sao? Mình là dân thường thì không sao. Đường đường là trưởng làng, nhất định phải có con trai kế nghiệp. Con gì cũng là do tôi đứt ruột sinh ra, là máu mủ của chúng ta.
Tại sao cứ phải vì cái tục lệ lạc hậu đó mà... Thôi đi, tôi đã cấm mình không được phép bàn đến truyền thống của làng rồi mà. Nhất định phải sinh được con trai. Lucas đâu nhỉ? Sao hôm nay ông ấy không đến? Con bé Út là Lucas bệnh nặng nên cậu ấy xin cáo một bữa. Đừng nói với ai nha, kéo lại... Lucas! Lucas! Hai người đến đây làm gì? Nghe nói con bé Mary bị ốm nặng. Sao rồi? Con bé đã bỏ tôi đi rồi. Từ lúc nào? Sao anh không nói gì với mọi người? Thế giờ sao vẫn im lặng thế này? Không lo hậu sự đi. Shh, cẩn thận, đừng lớn tiếng. Nếu trưởng làng biết, tôi sẽ phải chôn cất con bé tận cánh đồng hoang cô đơn lạnh lẽo đó. Tôi không thể làm như thế được. Nhưng anh giấu mãi được không? Mà không đưa con bé đến đó thì anh định chôn cất con bé chỗ nào? Đây, chính chỗ này. Mary bé bỏng đang say ngủ. Nếu còn sống, hẳn con bé sẽ trở thành một cô gái rất xinh đẹp và nhân hậu. Nên tôi đã trồng một bông hoa giai nhân ở đây, tượng trưng cho Mary. Và nó, tôi lại chẳng thể làm gì để cứu nó cả. Ngay cả đặt một chiếc biển tên lên mộ nó cũng không. Tôi thật vô dụng mà. Không, anh đã làm rất tốt Lucas. Chúng ta không thể phá luật của làng, càng không thể để Mary rời xa được. Con gái chúng ta có lỗi gì đâu mà không được đến trường, không được đi làm, và đến chết vẫn bị xa lánh ở cánh đồng hoang chứ. Xưa nay vẫn vậy mà, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Không được, nếu ai cũng cam chịu thì vợ chúng ta, con gái, cháu gái chúng ta sau này sẽ bị ghẻ lạnh đến chết mất. Lucas nói cũng có lý, nhưng một mình chúng ta thì... Phải rồi, chúng ta sẽ trồng hoa để chào mừng các bé gái chào đời. Ta trồng hoa để phản đối giới tính ở làng này. Lúc đó, chỗ nào cũng có hoa giai nhân. Trưởng làng thì sẽ không thể biết được khóm hoa này tượng trưng cho Mary. Và sẽ không có ai có thể chia cắt cha con ta. Mỗi bông hoa là một hy vọng xóa đi hủ tục trọng nam khinh nữ lâu đời trong làng. Đây Lucas, dạo này đâu đâu cũng thấy loại hoa này. À, tôi thấy loại hoa này ngoài cánh đồng hoang nhiều lắm. Lại rất đẹp, nên mang về làng trồng. Lũ trẻ sẽ rất thích thú, đặc biệt mấy đứa con gái. Còn quan tâm đến mấy đứa con gái nữa cơ à? Cẩn thận đó, đừng làm gì vượt mặt tôi. Thưa trưởng làng, bà nhà sinh rồi ạ. Sinh rồi ư, thế à? Mình về rồi à? Xem con này, đáng yêu lắm. Là con gái ư? Mang nó đi ngay khi tin tức còn chưa đồn ra ngoài. Bà đứa là quá đủ rồi. Mình mà mang con bé đi, tôi chết cho mình xem. Đằng nào thì cái làng này cũng có coi phụ nữ ra gì đâu. Trưởng làng, chúc mừng trưởng làng và phu nhân đã hạ sinh thêm một cô công chúa. Ai nói vợ tôi sinh con gái hả? Về đi, tất cả về ngay. Đừng tung tin bậy bạ. Cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng. Là một công chúa rất xinh xắn. Bà là trưởng làng truyền đời. Tôi nhất định sẽ sinh được cậu con trai nói dối. Bà ấy là người mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Phải sinh ra những thiên thần nhỏ. Nhìn cô bé xem, đáng yêu như một thiên thần vậy. Ngài không thấy vậy sao? Sao ngài có thể làm ngơ và nói những lời lạnh lùng đến vậy? Ngài là người hiểu biết, ngài cũng thấy mà, phải không? Chúng cũng là con cái chúng ta, đều cần được nâng niu chăm sóc quan tâm. Nhân đây, tôi cũng xin thú thực, Mary bé bỏng nó qua đời rồi. Cậu nói sao? Sao không ai nói với tôi? Từ bao giờ? Bị làm sao mà lại... Một cơn bạo bệnh ập đến, và tôi chẳng thể làm gì để cứu sống được con bé. Tôi đã phá lệ làng, chôn cất cô con gái xấu số Mary của mình trong vườn nhà cùng khóm hoa giai nhân mà nó vẫn luôn yêu thích. Tôi xin chịu tội, chỉ xin ngài đừng mang nó đến cánh đồng hoang. Tôi phản đối phân biệt giới tính. Đúng, phản đối. Phản đối. Xin lỗi mọi người, là trưởng làng mà tôi thật vô dụng, khiến mọi người ấm ức và thiệt thôi. Bé con, chào cha đi con. Con gái của ta, cha sai rồi, xin lỗi con. Con sẽ không đi đâu hết, vì con là con chúng ta. Và từ đó, tục lệ cũ đã được xóa bỏ, ngôi làng nhỏ bắt đầu khởi sắc, và những người phụ nữ được sống là chính mình.
được trân trọng và nâng niu như những đóa gia nhân. Đám cưới tình yêu. Em đẹp lắm, chiếc váy rất hợp với em. Cảm ơn anh, em cũng rất ưng ý chiếc này, mình lấy nhé. Ừ. Linh à, bố con có cuộc họp phải về muộn, để cô nấu cơm cho con ăn trước nhé. Sao hai cụ cháu không ăn trước đi, chờ anh làm gì? Anh về rồi à? Không sao đâu anh, cả hai bọn em đều chưa đói mà. Anh mau vào thay đồ còn ra ăn cơm, để em đi gọi con cho. Cảm ơn em. Linh à, con làm sao vậy? Cô Trang đã vất vả để nấu cơm mà, còn lại tỏ thái độ như vậy à? Kìa anh cứ kệ con đi. Con không thích, con chỉ thích ăn cơm mẹ nấu thôi. Còn bé thật là, chẳng biết bao giờ mới lớn lên được đây. Anh à, không sao đâu, dần dần rồi con sẽ hiểu. Em chỉ mong không làm tổn thương đến tâm lý của con bé thôi anh. Cảm ơn em. Linh à, con chưa ăn gì cả, uống cốc sữa nóng này đi con. Linh à, cô muốn nói chuyện với con một chút có được không? Chuyện gì cô nói nhanh đi ạ. Linh này, chỉ còn ít ngày nữa thôi là cô và bố Lâm của con sẽ làm đám cưới. Con có thể mời bạn thân của con nếu như con muốn. Con không mời ai đâu, con cũng sẽ không đến đám cưới. Linh à, cô biết con không thích cô. Cô sẽ cố gắng nhiều hơn để con có thể tin tưởng và có cảm tình với cô. Nhưng đây cũng là ngày vui của bố con. Nếu như không có con á, bố và cô sẽ rất buồn. Cô mong con nghĩ lại. Vậy nếu như con muốn mẹ của con đến dự đám cưới thì sao ạ? Cô cũng đồng ý chứ. Nếu như mẹ con đến thì con sẽ tham dự đám cưới của hai người. Còn nếu không thì đừng mơ thấy con ở đó. Alo, ai đấy ạ? Linh à, con muốn gặp mẹ một lát không? Mẹ nghe, mẹ mới về ạ. Con tưởng mẹ đang ở nước ngoài cơ mà. Mẹ về mấy hôm rồi, nhưng bận nhiều việc quá chưa gọi được cho con. Vâng, vậy 20 phút nữa con và mẹ gặp nhau ở quán kem đầu phố nhé. Ừ, vậy nha, hẹn gặp con ở đó. Con chào mẹ. Ôi, con gái của mẹ xinh quá à. Ngồi xuống đi con. Mẹ về hẳn hay là thế nào ạ? Cuối tuần là mẹ phải bay về bên ấy rồi. Vậy sao ạ? Mẹ xin lỗi. Không sao mà mẹ, chỉ là... Bộ có chuyện gì sao con? Giá như con có mẹ bên cạnh trong thời gian khó khăn này. Sao thế con? Cô ấy không tốt hay là như thế nào? Cũng không hẳn đâu mẹ ạ. Cô ấy có vẻ rất hiền, nấu ăn thì cũng ngon. Nhưng mà không hiểu sao con không thể thích cô ấy được. Linh à, có phải là con đã nói với cô ấy là sẽ không đến dự đám cưới nếu như không có mẹ đi cùng, phải không? Mẹ về đây chính là vì lời mời của cô ấy đấy. Ừ. Sao ạ? Con không nghĩ là cô ấy sẽ làm như vậy phải không? Chính cô ấy đã thuyết phục mẹ trong suốt một tuần liền. Ngày nào cô ấy cũng gửi thư điện tử rồi gọi điện cho mẹ. Cô ấy còn gửi trước vé máy bay cho mẹ nữa. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Mẹ cũng không nghĩ là cô ấy lại làm như vậy. Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy rất yêu thương con. Cô ấy sẽ làm tất cả vì con và vì bố. Cô ấy thật sự khiến mẹ cảm động đấy. Nhưng con đã đối xử rất tệ với cô ấy. Con mẹ xin lỗi vì không thể ở bên con trong suốt quãng thời gian con lớn lên. Mẹ thật sự cảm thấy có lỗi vì điều đó. Nhưng mà giờ đây mẹ lại cảm thấy yên tâm khi cô ấy có thể thay mẹ lo cho con, bên cạnh con và yêu thương con. Mẹ, cảm ơn con vì đã đến.
con xin lỗi. Cô đã rất tốt với con, vậy mà... Không đâu, không đâu con à. Cảm ơn con nhiều lắm. Tình yêu cần gì? Hoàng ơi, về thôi. Các cậu về trước đi, tớ còn dở việc. Chà, cậu lại nhận thêm việc đó hả? Gớm, tham vừa thôi. Cứ làm việc suốt ngày thế thì lấy đâu ra thời gian cho người yêu nữa. Lỡ cô ấy cô đơn quá, theo thằng khác thì sao? Các cậu cứ đùa. Cô ấy thừa biết tớ làm việc quần quật thế này cũng chỉ vì lo cho tương lai hai đứa mà. Thôi, cậu cứ ở lại mà lo tương lai đi ông cụ non ơi. Chúng tớ về trước nha. Ừ, chào các cậu. Alo, Lan hả? Cậu anh có chuyện gì thế? Anh Hoàng à, mình gặp nhau đi. Có chuyện gì thì em nói luôn qua điện thoại đi. Giờ này anh còn đang làm thêm mà. Ừ, anh à, chuyện này rất quan trọng, không thể nói qua điện thoại được. Em phiền quá, chuyện gì mà không nói qua điện thoại được chứ? Ừ, em muốn nói với anh lâu rồi, nhưng cả mấy tuần nay em không có gặp được anh. Em sẽ chỉ làm phiền anh lần này nữa thôi. Quan trọng thế cơ à? Được rồi, chờ anh nha. Có chuyện gì thế em? Anh à, em muốn nói là mình... chúng mình... chia tay đi. Cái gì? Em đùa anh à? Đừng có lấy tình yêu suốt 8 năm của chúng ta ra giỡn như vậy. Anh giận đấy. Không, em nói thật, em đã có người yêu mới rồi. Em sẽ kết hôn với anh ấy. Chúng ta kết thúc tại đây đi. Sao... sao có thể? Suốt 8 năm qua anh đã làm tất cả vì tương lai của hai đứa. Anh đã làm gì sai để em đi theo người khác? Hay là người ta có gì tốt hơn anh? Nói đi. Em xin lỗi. Em không biết phải nói thế nào hết. Có lẽ chúng ta hết duyên rồi. Chúc anh tìm được hạnh phúc mới. Cho thêm chai nữa. Chú ơi, tôi nghĩ chú không nên uống nữa đâu. Từ tối tới giờ chú uống nhiều lắm rồi. Ơi, chị cứ mặc em. Cả đời em đến hôm nay mới được thoải mái như thế này. Em phải uống, cứ lấy rượu ra. Hay, nhìn chú thì biết thoải mái cái nỗi gì. Thôi, chú về nghỉ ngơi đi. Đừng hành hạ bản thân của mình bằng rượu như thế. Tôi không bán cho chú nữa đâu. Chị, bán cho em đi mà. Trên đời này em thương chị nhất. Không lẽ chị lại phụ lòng một người thương chị vậy sao? Cái chú này đúng là sai thật rồi. Tôi với chú không quen không biết, tự dưng bữa nay ra quán tôi rồi nói thương tôi nhất. Thật là... thôi, về nghỉ đi chú. Ơi, em không sai. Em nói thật đó, từ tối tới giờ em thấy chị luôn tay luôn chân, chẳng có lấy thời gian nghỉ. Lại nữa, lúc thì con ra xin tiền đóng học, lúc thì người ta gọi điện đòi nợ. Chị vất vả, khó khăn như vậy, sao không thương được? Chú đúng là lạ thật đấy, uống nhiều như vậy mà vẫn để ý được bao nhiêu thứ. Thì như một thói quen mà chị. Cuộc đời em cũng đi từ vất vả mà ra. Cho nên em rất sợ vất vả, sợ người thân yêu của mình phải chịu cực khổ. Sợ... kìa chú, sao thế? Chị, sao đời em nó lại bất hạnh thế này? Em có tội tình gì chứ? Sao có thể? Nhưng là chuyện gì? Em và cô ấy yêu nhau tận 8 năm. Suốt 8 năm đó, em đã làm việc hết mình, không ngừng không nghỉ để kiếm tiền lo cho tương lai của hai đứa. Ấy vậy mà, khi ước mơ sắp hoàn thành, cô ấy lại bỏ em đi theo người khác. Ôi trời, ra là vậy. Đã vậy, tưởng người cô ấy theo giàu có thế nào, hóa ra chỉ là một nhân viên quèn. Em thật không thể hiểu nổi cô ấy nữa. Chị là phụ nữ, chị có hiểu không? Cái này tôi
Đó, chị cứ thử suy từ mình ra. Nếu chọn cuộc sống khó khăn, vất vả hiện nay của chị với việc có một cuộc sống đầy đủ, vô tư, vô lo, chị chọn bên nào? Tôi hiểu ý của chú, nhưng vấn đề là tại sao chú yêu cô ấy tận 8 năm mà chú không cưới cô ấy luôn đi? Vì em cần thời gian để ổn định công việc, kiếm thật là nhiều tiền để mua một căn nhà riêng và lo cho cuộc sống gia đình này chứ làm gì nữa chị. Sao chú không cưới cô ấy trước rồi làm những việc đó sao? Chú có nghĩ đó là những điều cô ấy cần không? Chắc là có. Mới chỉ chắc là thôi chứ chưa phải chắc chắn rồi. Hơn nữa, khi chú làm việc vất vả như vậy, chú có chia sẻ khó khăn của mình với cô ấy không? Em rất bận, vô cùng bận. Có rất ít thời gian để hai đứa gặp nhau. Hơn nữa, em cũng không muốn cô ấy phải lo lắng. Em chỉ cần cô ấy được sung sướng, thì em vất vả thế nào cũng được, chị ơi. Vậy là không ổn rồi. Chú yêu cô ấy thật đấy. Nhưng điều chú quan tâm và dành thời gian cho lại không phải là cô ấy, mà là công việc với tiền bạc. Còn cô ấy cần chú hơn hay cần tiền của chú hơn? Ví dụ như tôi đây nè, chú cũng thấy tôi rất vất vả phải không? Đúng vậy, vợ chồng tôi cưới nhau từ khi hai đứa không có gì hết. Nhưng chúng tôi vẫn rất hạnh phúc, bởi mọi khó khăn vất vả, chúng tôi đều được san sẻ cùng nhau. Thật ư, Bình ơi! Bình về rồi đó hả? Sao hôm nay đi lâu thế? Lâu vì bị thủng lớp xe, đen thế chứ, khổ thân. Thôi, Bình ngồi nghỉ, tôi dỡ đồ xuống cho. Hóa ra tình yêu chỉ cần như vậy thôi sao? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.